Từ Washington DC, Lâm Kim Thu xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, trong chương trình hôm nay chúng tôi xin nói đến tiến trình dự án Gateway to Freedom hay Đường đến Tự do. Khách mời hôm nay với chúng tôi là cô Lê Tống Mộng Hoa, cô là chủ tịch nhóm Từ thiện Tình Thương, và ông Đỗ Quang Tỏa, ông là giám đốc trung tâm hoạch định cơ sở thương mại quận Arlington và Fairfax, Virginia. Xin kính chào cô Lâm Kim Thu và khán giả của Việt TV. Xin kính chào quý vị và cô Lâm Kim Thu của đài Việt TV. Thưa, trước hết, xin cô có thể tóm lược tiến trình của dự án xây dựng thư viện tiếng Việt tại Thomas Jefferson Library và cái dự án Gateway to Freedom. Đặc biệt là dự án này nó có tác động như thế nào với cộng đồng người Việt tại quận Fairfax nói riêng và cộng đồng người toàn quốc Hoa Kỳ nói chung? Đây là câu hỏi rất là hay. Thứ nhất, tôi xin nói về cái tiến trình xây dựng của phòng đọc sách tiếng Việt. Quay trở về dĩ vãng năm 2005, khi nhận thấy cái nhu cầu cần thiết của một cái phòng đọc sách tiếng Việt, khi đó là tiệm sách tư đóng cửa hết, thì Hội Cựu Sinh viên Quốc gia Hành Chánh và Hội Thân hữu Quảng Đà mới đưa ra một cái yêu cầu đến bà quận trưởng Mason là bà Penny Gross để liên lạc với hệ thống của Thư viện quận Fairfax để ký một cái văn kiện làm thế nào mà có thể thành lập được một cái phòng đọc sách tiếng Việt. Rồi đến tháng 12 cùng năm thì một cái ủy ban yểm trợ phòng đọc sách tiếng Việt gồm có 3 thành viên của Hội Cựu Sinh viên Quốc gia Hành Chánh và 2 thành viên của Hội Quảng Đà đã thành lập cái ủy ban này và đã làm cái lễ khai trương phòng đọc sách tiếng Việt vào năm 2005 đã tháng 12. Từ lúc đó đến nay, với cái sự điều động của cô Cao Thị Lễ, thì cái ủy ban yểm trợ phòng đọc sách tiếng Việt đó đã tích cực hoạt động để mà quyên góp sách cũng như đem cái sách đó vô trong hệ thống chính của Thư viện Thomas Jefferson. Thì hiện tại Thư viện đã có đã hơn 5.000 cuốn sách rồi. Còn về cái tiến trình và các công tác xây dựng cái phòng đọc sách tiếng Việt nó đã hoàn tất vào cái tháng 6 năm 2010 cùng với cái việc hoàn tất tăng trang của cái Thư viện Thomas Jefferson. Về cái tiến trình xây dựng cái đường đến tự do thì cái này nó có 3 giai đoạn. Nó đặc biệt là cái giai đoạn thứ nhất là cái ủy ban yểm trợ đó phải giới thiệu với tất cả đồng hương đường đến tự do là gì. Đây là một công tác nó rất là nhỏ nhưng mà cái giá trị tinh thần thì nó là cao. Thưa cô cũng như khán giả, đây là một cái lối đi vào cái cổng chính của Thư viện Thomas Jefferson, nó được lát bằng 1.000 viên gạch. Cái màu nâu đỏ nó có khắc tên của người đóng góp cho cái thư viện đó. Mỗi viên gạch đồng hương đóng góp $50 có khắc tên trên đó để lát cái lối đi. Và thêm với những cái viên gạch tình nghĩa đó thì có cái bản đồng tri ân treo tại cái cổng chính của cái thư viện đó, ghi tên những mạnh thường quân. Mỗi mạnh thường quân là họ đóng góp 1.000 đồng cho cái quỹ mua sách của Thư viện Thomas Jefferson. Nói về cái 3 cái giai đoạn của cái đường đến tự do. Cái giai đoạn thứ nhất á, là cách đây 7 năm, năm 2007, khi bà Penny Gross cho biết là cái Thư viện Thomas Jefferson nó sẽ được tăng trang và mở rộng ra, thì cái ủy ban yểm trợ đó đã yêu cầu để xây dựng cái đường đến tự do đó. Mục đích làm gì? Để gây quỹ. Mục đích thứ nhất á, là để đánh dấu sự hiện diện của cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản. Thứ hai á, là để ghi lại cái thành quả của người tị nạn cộng sản hội nhập và đóng góp vào cái nền kinh tế của Hoa Kỳ như thế nào, đặc biệt là về văn hóa xã hội. Và cái thứ ba á, là biểu dương cái lòng tri ân của cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản đối với đất nước cũng như nhân dân Hoa Kỳ đã mở rộng cái vòng tay mà tiếp đón chúng ta trở lại đây. Cái giai đoạn thứ hai á, đã hoàn thành vào tháng 6 năm 2010 và ủy ban đó cũng như tất cả các đồng hương đã gây quỹ được là 46.000 Mỹ Kim để tặng cho cái Thư viện Thomas Jefferson trong một cái buổi lễ mà tất cả các ân nhân đã hiện diện. Thì bây giờ đến cái giai đoạn chót là giai đoạn thứ ba, thì chúng tôi nhờ đài Việt TV để mà đưa ra cái giai đoạn chót chúng tôi muốn làm cái gì. Chúng tôi cũng muốn gây quỹ để có một cái món quà ân nghĩa của cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản để bày tỏ lòng biết ơn đối với nhân dân Hoa Kỳ. Đặc biệt là sang năm 2015 á, là mình sẽ kỷ niệm 40 năm mà người Việt chúng ta đã sinh sống tại đất nước này, thì ít nhất mình cũng có một chút gì, nó rất là nhỏ nhưng mà cái giá trị tinh thần là mình bày tỏ cái lòng biết ơn với đất nước cũng như nhân dân Hoa Kỳ.
để quý vị đồng hương đang xem chương trình của chúng ta có thể giúp hoặc là hưởng ứng tham gia cái dự án này, thì ông có thể cho biết là Ủy ban xây dựng cái dự án đường đến tự do cần phải làm gì để hoàn tất cái công tác vào tháng 4 2015 và cộng đồng người Việt chúng ta có thể tham gia bằng cách nào? Hiện thời chúng tôi đã có tất cả thầy là 53 chỗ để trên tường cho những mạnh thường quân đóng góp 1.000. Thì bây giờ đến giờ phút này chúng tôi đã chỉ còn 12 chỗ nữa thôi. Tức là mỗi người có thể đóng góp 1.000 đồng để có cái bàn đồng. Và về viên gạch thì chúng tôi còn khoảng chừng 500 viên gạch nữa. Mỗi một viên như chị Mộng Hoa nói là 50 đồng, gồm cả tiền khắc tên hay là khắc những câu mà chúng ta đã có. Chẳng hạn như mấy nay chúng tôi đã thấy là một cái bàn đồng của một người ở tiểu bang Alabama tặng để là vinh danh cờ vàng, không có để tên ai hết. Có nhiều viên gạch chúng tôi thấy là để là in memory of my father. Đó là những viên gạch mà chúng tôi đã nhận được. Và cách tốt nhất quý vị có thể đóng góp hoặc là mạnh thường quân với giá là 1.000 đồng, còn 12 chỗ nữa, hoặc là một viên gạch với giá là 50 đồng bằng cách vô cái mạng lưới của chúng tôi là www.đườngđếntựdoviếtdínhliền.com. Thì có lẽ xin nhờ đài sẽ cho chi tiết lên trên màn ảnh, hoặc là có thể liên lạc thẳng với lại chị Mộng Hoa, hoặc là với tôi, hay là anh Lê Hữu Em, hay là anh Nguyễn Kim Hương Hòa. Thì cái số chúng tôi sẽ nhờ Đài Việt TV đưa lên. Chúng tôi muốn nhấn mạnh một điểm đó là chúng tôi có rất nhiều người đồng hương chúng ta ở trong cái vùng quận Fairfax đóng góp. Chúng tôi muốn nhờ Đài Việt TV chuyển cái tin này cho toàn thể quý vị người Việt ở Hoa Kỳ đóng góp ở nơi xa, để chúng ta thấy như chị Mộng Hoa nói, đây là một món quà không những chỉ cho cái cư dân quận Fairfax mà cũng là một tỏ lòng biết ơn của cái cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại Hoa Kỳ, nhất là năm tới là đánh dấu 40 năm. Thành thử cách tốt nhất, quý vị đi vô trong cái website, quý vị có thể lấy donation form điền vô và gửi về địa chỉ đường đến tự do viết chính liền.com. Một điểm đặc biệt nữa đó là tất cả số tiền này nó sẽ đi đến cái Fairfax County Library Foundation. Tất cả những công việc chúng tôi làm đó, những cái chi phí khác là chúng tôi, các hội hành chánh hoặc hội quảng đà, hội từ thiện tình thương là đã chịu hết các chi phí. Tất cả số tiền quý vị đóng góp sẽ đi thẳng đến cái Fairfax County Library Foundation. Quý vị sẽ nhận được một cái thơ để nếu quý vị muốn trừ thuế thì quý vị cũng sẽ có thể dùng để trừ thuế. Được biết vào tháng 5 2015 sắp đến sẽ có một buổi lễ rất long trọng để trao cái món quà này cho chính quyền cơ quan quận Fairfax. Xin cô có thể cho biết chi tiết cái buổi lễ này, cái ý nghĩa của nó như thế nào và những ai có thể tham dự được cái buổi lễ này? Dạ, thưa đúng như vậy. Vào ngày mùng 2 tháng 5 năm 2015 thì sẽ có một cái buổi lễ. Cái buổi lễ này nói về cái giá trị vật chất á, hiện kim á, thì nó rất là nhỏ. Tại vì cái mục đích của chúng tôi á, dự trù là để gây được 40.000 đồng, một số tiền không có đáng gì hết. Nhưng mà cái giá trị tinh thần của nó thì đã rất là lớn. Cho đến bây giờ, tháng 12 của năm 2014, thì tôi chưa thấy có một cái hội đoàn nào đứng ra tổ chức một cái việc gì để mà chúng ta có thể trao tặng một cái món quà với cái tất cả cái lòng tri ân của toàn thể người Việt tị nạn cộng sản đối với nhân dân Hoa Kỳ cũng như đối với đất nước nhân dân Hoa Kỳ. Thành ra cái buổi lễ đó, chúng khách mời là tất cả những vị đã đóng góp hoặc là viên gạch hoặc là cái bản đồng đến đều được Ủy ban yểm trợ phòng đọc sách tiếng Việt Thư viện Thomas Jefferson gửi thư mời tới để quý vị tới chứng kiến. Có Ủy ban yểm trợ đó sẽ trao cái số tiền đó cho ban đại diện của Fairfax Library Foundation cũng như bà quận trưởng Mason là bà Penny Gross, người đã giúp cho Ủy ban yểm trợ rất nhiều trong cái việc này. Thì quý vị khán giả cũng như cô Kim Thu nghĩ, người ta đã mở vòng tay ra, người ta cưu mang mình, người ta đón nhận mình. Thì trong cái ngày đó mình nên, quý vị nên tới để mà chứng kiến trực tiếp cái món quà quý vị trao tặng cho chúng tôi đưa lại cho thư viện. Rồi thư viện sẽ mua sách, sau này thế hệ thứ ba, thứ tư, con em của chúng ta sẽ đi tới đó, đọc những cái sách đó. Thì cái giá trị tinh thần nó rất là cao, mà nó cũng ghi lại cái dấu ấn, cái sự hiện diện của chúng ta ở trên cái đất nước này. Dạ thưa ông Tỏa,
Chúng ta thấy rất là nhiều buổi cây quỹ để xây dựng đài kỷ niệm hoặc là những cơ sở sinh hoạt trong cộng đồng Việt Nam. Thì theo ông có thể cho biết cái những cái điểm gì nổi bật nhất về cái dự án đường đến tự do này? Cái viên gạch mà để xây dựng con đường này nó là một viên gạch, chúng tôi gọi là viên gạch tình nghĩa hay là ân nghĩa. Đó là một cái biểu lộ cái lòng cảm ơn. Và cái phương cách chúng tôi làm đó thì như chị đã thấy là khi mà quý vị đóng góp thẳng với lại cái County Fairfax Library Foundation, quý vị sẽ nhận được cái thơ, danh sách quý vị đóng góp sẽ được đi trên cái website Đường Đến Tự Do và cái website của cái Foundation. Tức là mọi chuyện đó rất là transparent, tại vì chúng tôi nghĩ đó là khi mà chúng ta làm cái này là để cho cái thế hệ mai sau, thì chúng tôi làm bằng mọi cái tấm lòng, chúng tôi không có đụng gì đến tiền bạc. Và cái địa điểm này nó chỉ cách cái trung tâm Eden có hơn 1 cây số. Quý vị ở xa có dịp đi về Washington DC thăm, quý vị có thể đến đó để thấy được cái chứng tích để lại của chúng ta qua viên gạch hoặc là qua bảng đồng. Thì đó là những cái mà chúng tôi nghĩ là cái việc gây quỹ này nó không có chỉ là để xin tiền xong rồi cái số tiền sẽ được sử dụng, không còn cái gì hết. Cái này thực sự ra cái gây quỹ này là để lại một cái chứng tích đánh dấu 40 năm cái sự hiện diện của chúng ta tại nước Hoa Kỳ này. Do đó chúng tôi cũng làm fundraising cũng giống như những cái fundraising của những cái hội đoàn lớn, tức là rất là trong sáng. Quý vị đóng tiền, quý vị sẽ có tên đăng ở trên website, quý vị nhận được cái thơ của cái Fairfax County Foundation họ gửi cho quý vị, và quý vị sẽ thấy tất cả cái số tiền đó chỉ dùng để mua gạch. Và ngay cả cái việc mà lót cái viên gạch, chúng tôi đừng kêu gọi các nhà làm xây cất của người Việt Nam sẽ là đến volunteer để làm mấy cái viên gạch đó. Không có ai chạc một chút tiền nào trong cái tiến trình gây quỹ này, hoàn toàn là để đóng góp cho cái thư viện. Thưa, cảm ơn ông Tỏa và cảm ơn cô Lê Tống Mộng Hoa. Đến đây đã hết thời hạn cho buổi hội thoại của chúng ta. Xin cảm ơn đã đưa đến tin tức đến với cộng đồng người Việt ở hải ngoại. Dạ, xin kính chào. Dạ, xin kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị đã theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi. Hy vọng các thông tin hôm nay mang đến cho quý vị một cơ hội để tham gia hoàn tất dự án Đường Đến Tự Do, để lại một dấu ấn cho cộng đồng người Việt hải ngoại của chúng ta. Đến đây đã hết thời hạn cho buổi phát hình hôm nay. Lâm Kim Thu xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.